Câu chuyện bác cứ mời đi. Một lão nọ được mời đi ăn cỗ. Lão uống rất nhiều rượu vì bạn bè đều chúc tụng lão. Đến lúc đứng dậy ra về, lão thấy trời đất quay như một chiếc trong trống. Lão bước ra khỏi cửa nhà chủ được một đoạn thì lảo đảo nằm vật ra bên vệ đường. Ăn được miếng gì vào bụng cũng nôn thốc nôn tháo ra hết. Rồi lão nằm rên như sắp chết. Được một lúc, lão nhắm nghiền mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Một con chó đói đi kiếm ăn, thấy có người nằm bên đường, đứng lại nhìn. Nó ngửi thấy mùi thịt mùi bánh, nên nó lại gần, thấy người kia nằm im. Con chó mạnh dạn đến gần hơn nữa. Người kia vẫn cứ ngủ. Con chó đói đánh bảo ăn hết những thức ăn bên cạnh người say vừa tháo ra. Ăn xong, nó còn liếm cằm, rồi liếm lên miệng của lão ta. Lão say thấy buồn buồn và ngứa ngứa. Trong cơn mê, lão ú ớ nói: "À, phải, phải, bác cứ mời đi, bác cứ mời đi." Chợt lão ho lên một tiếng rõ to, con chó kinh hoàng bỏ chạy mất hút. Một chiếc ô tô con vượt qua đèn đỏ bị cảnh sát tuyết còi chặn lại. Chiếc xe dừng lại, anh cảnh sát liền hỏi người lái xe: "Anh có thấy đèn đỏ không?" "Dạ, em thấy ạ." "Vậy tại sao còn vượt hả?" "Dạ, em có nhìn thấy đèn đỏ, nhưng em không nhìn thấy anh ạ." Bẹo con. Cha dặn con từ bên ngoài bếp: "Cha cho con lên ngồi ăn cơm cùng với bác, nhưng phải nhớ lời cha dặn là chỉ ăn rau thôi, đừng có thò đũa vào đĩa trứng, nghe chưa con? Trứng chỉ có mỗi một quả, phải nhường cho khách." Cả hai cha con cùng ngồi ăn cơm với khách. Con nhớ lời cha dặn nên chỉ gắp rau muống, nhưng trông vào đĩa trứng mỏng dính, con thèm quá, cứ cầm đũa vẩy vẩy mà dòm. Cha sợ con gắp trứng, luồn tay sang đùi con bẹo một cái rõ đau, có ý nhắc con nhớ lời dặn. Con bị bẹo đau quá, kêu thét lên rồi khóc to: "Con nhìn chứ, có dám gắp trứng đâu mà cha bẹo con chứ, hu hu." Câu chuyện bò đen có lấy không. Ở làng kia có một anh ngốc bị nghễnh ngáng. Người em rủ anh đi ăn trộm. Biết tính anh, người em giao cho việc đứng gác ở phía ngoài. Hai anh em đào ngạch mãi mới xong. Người em chui vào được nửa mình thì vội vã chui ra và thì thầm với anh rằng: "Nhà nó có đèn, chưa lấy được đâu." Anh ngốc nghe loáng thoáng mấy tiếng: "Còn đèn, chưa lấy được." Lại nhầm ra là bò đen có lấy không. Ngốc quên ngay mình đang đi ăn trộm, liền gắt với em: "Mày tham thế, bò đen cũng lấy, bò trắng cũng lấy." Người nhà nghe tiếng ngốc gắt với em, liền vác gậy ra đuổi đánh. Hai anh em ngốc được bữa chạy bờ hơi tai. Từ hôm đó, ngốc thề cạch đến già không dám đi ăn trộm nữa. Ở làng nọ có một cụ già nổi tiếng xem tướng số giỏi. Năm thanh niên tìm đến để nhờ cụ xem hậu vận của mình thế nào. Chàng thứ nhất hỏi: "Thưa cụ, cháu là người rất thích giao du, có mối quan hệ rộng, thường được mọi người chú ý và lắng nghe ý kiến. Vì vậy, cháu thường xuyên trau dồi để nâng cao năng lực của mình. Cháu rất muốn cụ cho cháu biết sau này mình sẽ trở thành người như thế nào ạ?" Ông cụ trả lời: "Cậu sẽ trở thành chính khách." Chàng thứ hai tiếp lời: "Cháu cũng gần giống anh kia, chỉ có điều về kinh tế. Nhiều khi chưa tự lực được, phải đến nhờ vả người khác, có điều kiện hơn đấy ạ." "Cậu sẽ trở thành môn khách. Người ta có công nuôi dưỡng cậu, thì họ sẽ dùng cậu khi cần thiết." Chàng thứ ba hỏi: "Thưa cụ, còn cháu thì thế nào ạ?" Cụ già ôn tồn nói: "Trông cậu rất khỏe mạnh và có lòng hào hiệp.
hay bênh vực kẻ yếu, cứu người gặp nạn, cậu sẽ trở thành hiệp khách. Chàng thứ tư hăm hở: cụ ơi, thế còn cháu? Cháu trông thế này thôi, nhưng đến nhà hàng nào người ta cũng mời chào, đón tiếp hậu hĩnh, và cháu thẩm định được các món ăn, đồ uống của họ đấy ạ. Cậu là người có tâm hồn ăn uống, xứng đáng là thực khách. Chàng thứ năm có vẻ dáng thâm trầm, mắt láo liên, lặng lẽ hỏi: còn cháu? Cháu thích đủ mọi thứ, thế tương lai cháu sẽ trở thành gì hả cụ? Ông cụ nheo mắt nhìn một lúc rồi nói: sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành thích khách. Thưa đồng chí Rabinovich, đồng chí có yêu tổ quốc không? Tất nhiên tôi yêu chứ, với tất cả tấm lòng. Thế đồng chí có sẵn sàng hiến dâng cho tổ quốc không? Nghĩa là sao? Nghĩa là đồng chí có sẵn sàng chết vì tổ quốc không ấy? Xin lỗi nha, nếu tôi chết thì ai sẽ yêu tổ quốc chứ? Bay. Khách và chủ ngồi uống rượu với nhau, mỗi người tợp một ngụm rồi cứ ca thán rượu nhạt mãi. Của này còn nóng chứ mà bay hơi thì chắc bằng nước lã thôi. Vợ nhà chủ đỡ lời: già chưa kịp bay hơi, các ông đã làm bay cả chai rồi, còn hơi nào nữa đâu mà bay kịp. Bát canh hương án. Xưa có một người, một hôm đến nhà bạn chơi, bạn thết cơm, có một bát canh kiệu, ăn lấy làm thích miệng lắm. Lúc về nhà nói với vợ rằng: hôm nay tao sang chơi, bác ấy thết tao ăn một bát canh kiệu ngon lắm. Vợ chẳng biết kiệu là cái gì, nhưng cũng làm ra mặt thạo, bảo rằng: ôi, tưởng cái gì chứ, canh kiệu thì khó gì. Sau đó ít lâu, người bạn sang chơi, nhà anh này phải thết cơm giả. Chồng ngồi nói chuyện với bạn ở trên nhà, còn vợ thì lúi húi ở dưới bếp tấp tảnh, cũng muốn bắt chước nấu canh kiệu. Nhưng kiệu là cái gì? Hay nó là cái kiệu thật? Chị chàng nghĩ như vậy, cầm dao lon ton chạy ra ngoài đình, định nạo ít kiệu đem về mà nấu canh. Xong gia đình chẳng thấy kiệu đâu, chỉ có mỗi cái hương án. Chị chàng bụng bảo dạ rằng: hương án thì cũng như kiệu chứ gì. Rồi ra sức nạo ít mụn hương án đem về nấu canh, lấy làm đắc chí lắm. Bát canh hương án chồng với bạn chồng nuốt trôi sao được. Ngao ngán quá, đợi lúc bạn cơm nước về rồi, người chồng hầm hầm vào tra hỏi là bát canh gì, rồi đánh vợ một trận nên thân. Vợ đau quá, vừa khóc vừa ví rằng: người ta canh kiệu thì ngon, mụ canh hương án thì đòn vào lưng. Bài học đầu năm của một thầy đồ. Một thầy đồ quê ở làng Thịnh Mỹ, Diễn Châu, lên dạy học ở làng Quỳ Lăng, Yên Thành, Nghệ An. Làng Quỳ Lăng rất ít học trò thông. Thầy đồ rất bực mình. Nhân một buổi đầu xuân, ông dạo quanh làng, thấy trồng rất nhiều mít. Mít trong vườn, mít ngoài ngõ, mít dọc chân đồi, tức cảnh sinh tình. Ông ta mới ra một vế đối. Hôm sau đến buổi học, ông ta bắt học trò đối lại. Ai đối được thì mới cho tiếp tục theo học. Vế câu đối của ông như sau: đất Quỳ Lăng thông ít mít nhiều. Học trò im lặng ngồi nhìn nhau. Mãi sau mới có một cậu lễ phép đứng dậy bảo: thưa thầy, con xin đối ạ. Ừ được, con đối đi, nhưng xin thầy đừng đánh con ạ. Được, đối thế nào ta cũng tha cho mà. Dạ thưa thầy, thầy ra đất Quỳ Lăng thông ít mít nhiều, con xin đối lại là chùa Thịnh Thánh vãi hư sư ngốc ạ. Thầy đồ tím mặt, bởi chùa Thịnh Thánh ở làng Thịnh Mỹ, quê thầy. Từ đó thầy cũng bớt kiêu căng. Chuyện bà vợ ghen. Bà nọ là vợ của một thầy thuốc.
là người đàn bà ghen nổi tiếng. Một hôm, ông chồng đọc đi đọc lại những bài thơ cổ và kể rằng những bài thơ ấy ca ngợi một hoàng hậu đối xử thân tình với tất cả các ái phi của nhà vua mà chẳng hề biết ghen là gì. Một khi đã không ghen thì mối quan hệ vợ chồng sẽ thắm thiết lâu bền, con cháu sẽ đầy đàn, nghĩ mà thích thật. Bà vợ nghe nói, bực sôi gan lên, hỏi tên cuốn sách. Ông chồng liền đáp, Mao Thị. Vợ lại hỏi, thế tác giả là ai? Là Chu Công. Chẳng có gì lạ cả. Giá như Chu bà viết, tôi dám chắc sẽ không như thế. Ba nẹt tre được vợ. Một nhà nọ có cô con gái rất xinh đẹp. Ông bố làm nghề đan rổ. Ngày ngày ông vừa chuốt nan, vừa vuốt ve từng cái rồi búng thanh tre tanh tách. Nghe tiếng thanh tre bật giòn tan, người bố ngẫm nghĩ, chà, cái roi này mà nẹt vào mông thì phải biết nhỉ. Hôm sau, khi vót xong một nan tre, ông chợt nảy ra một ý định. Chà, ước chi cầm roi này mà quất vào mông ai thì khoái biết mấy. Quất mụ vợ e là không xong. Mụ ấy mà làm ầm lên, còn con gái thì nó mà khóc thì có mà vỡ cả xóm. Không ổn rồi, ai chịu cho ta quất nhỉ? Bất chợt ông gào, thằng nào chồng mông cho tao nẹt ba nẹt, tao gả con gái cho liền. Anh hàng xóm vốn nổi tiếng láu lỉnh, từ lâu đã ngấp nghé cô con gái nọ, vội chạy qua chịu nhận liền. Đang đà hưng phấn, ông ta nẹt anh ta ba nẹt, anh ta quắn đít chịu trận. Thỏa cơn vui thích, ông mới nhận ra lỗi lầm thì đã muộn rồi, thôi đành gả con gái cho anh ta. Nhưng bà vợ và cô con gái thì rất bực tức, chỉ chiết khóc lóc với ông ta. Ông ta đành nói với anh hàng xóm là mình chỉ nói đùa thôi. Anh ta thản nhiên cười và nói, thưa bố, con có tiếc gì đâu, chẳng là đã lỡ nhận ba nẹt, thôi thì con trả ba nẹt là hòa thôi. Nói rồi, anh ta chạy đi vác về một cây tre đực thật dài. Rồi vừa chẻ tre vừa nói, chà chà, tre này mà nẹt thì phải biết. Xong rồi, vác nẹt tre dài ba sải vào nhà. Ông bố sau khi nhận một nẹt đau quá, chạy vào nhà, nhờ vợ chịu thay. Bà vợ thương tình chạy ra chịu đòn. Mới nẹt một nẹt, cũng chạy vào buồng khóc với con gái, nhờ con chịu thay. Con gái nhìn bố mẹ rồi nhìn nẹt tre mà gồm không dám nhận. Thế là chàng trai láu lỉnh được vợ. Bảo hành sản phẩm. Một người đàn ông bế hai đứa trẻ trên xe buýt, người phụ nữ bên cạnh bắt chuyện. Ôi, những đứa trẻ xinh quá nhỉ? Chúng mấy tháng tuổi rồi hả ông? Người đàn ông mặt đỏ bừng, sẵng giọng đáp, tôi không biết. Tuy thấy ông này hơi khó chịu, nhưng đã chót hỏi rồi, và để chữa thẹn người phụ nữ vẫn cố hỏi, thế chúng sinh đôi đấy hả ông? Người đàn ông vẫn cấm cẩu đáp, tôi không biết. Thấy thái độ người đàn ông này thiếu lịch sự, người phụ nữ nổi nóng bảo, ông làm bố cái kiểu gì mà hỏi gì cũng không biết thế hả? Người đàn ông uất ức, quắc mắt cự lại, ồ, tôi đâu phải là bố chúng đâu. Tôi chỉ là nhân viên bán hàng của công ty sản xuất bao cao su. Hai đứa trẻ này là hậu quả của sản phẩm kém chất lượng, bị khách hàng bắt đền đấy. Tôi đang giàu đây. Tượng trưng. Sau buổi tối đi ăn và dạo chơi lãng mạn, cô vợ tế nhị rủ chồng về hâm nóng tình yêu. Ai dè, về đến nhà chồng bảo, hôm nay hơi mệt anh đi ngủ đây, còn em lên giường nằm rên và làm giường kêu cọt kẹt. Mình làm tượng trưng để hàng xóm tưởng chúng ta đang này nọ yêu nhau nhé. Nói rồi anh chồng lăn ra ngủ, làm vợ hết sức thất vọng. Sáng hôm sau lúc chồng xuống phòng ăn, vợ bày ra một bát đĩa trống không và đặt chiếc thìa bên cạnh rồi bảo chồng, anh yêu, bây giờ anh hãy cầm cái thìa này, khua bát đĩa kêu leng keng, để hàng xóm người ta tưởng vợ chồng mình đang ăn sáng,
ăn hương ăn hoa tượng trưng thôi. Tính nhẩm. Trong giờ học tính nhẩm, cô giáo ra đề bài. Bố có 700.000 đồng. Mẹ có ít hơn bố 400.000 đồng. Hỏi trong ví của mẹ có bao nhiêu đồng nào? Một học sinh đứng dậy phát biểu. Dạ, thưa cô, trong ví của mẹ có 1 triệu đồng ạ. Nghe học sinh trả lời vậy, cô giáo rất thất vọng. Sao lại là 1 triệu? Em tính thế nào? Nói cho cô và các bạn biết đi. Biết chắc cô nghĩ mình tính sai. Em học sinh gãi đầu, rồi tự tin giải thích. Thưa cô, mẹ có hơn bố 400.000, nghĩa là mẹ có 300.000. Nhưng tiền của bố có bao nhiêu, mẹ đều giữ sạch. Như vậy, trong ví của mẹ chắc chắn là phải có 1 triệu đồng rồi cô à. Trong giờ nghỉ trưa của một lớp mẫu giáo, hai đứa bé đang nằm trên hai chiếc giường nhỏ. Một đứa nói với đứa kia, này bạn, bạn là con trai hay con gái thế? Đứa bé kia cười đáp, tớ không biết. Đứa thứ nhất lại hỏi, bạn không biết nghĩa là sao? Tớ không biết, phải phân biệt ra sao cả. Đứa thứ nhất khúc khích cười bảo, được, tớ biết. Tớ sẽ trèo sang giường bạn để xem. Thế là nó cẩn thận trườn sang cái giường của đứa kia và nhanh chóng biến mất dưới cái chăn. Sau vài phút, đứa bé xuất hiện và nhe răng cười. Bạn là một cô bé, còn tớ là một cậu bé. Cô bé kia nói, bạn thông minh thật đấy, nhưng làm sao mà biết được? Cậu bé đáp, dễ cực kỳ luôn. Bạn có tất màu hồng, còn tớ thì có tất màu xanh. Cả gia đình đi ăn ở nhà hàng, ăn xong ông bố thanh toán, còn bà mẹ nói với cô hầu bàn rằng, xin lỗi, tôi có thể mang thức ăn thừa về nhà cho chó được không? Vâng, tất nhiên, xin mời bà. Các con reo lên, hoan hô, nhà mình sắp mua chó rồi. Có một câu chuyện kể rằng, một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và bảo, ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí. Anh ta thật là sung sướng và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi còn ở trần gian. Nhưng một ngày kia anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói, ta chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không? Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp, xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài, không có việc gì làm ở đây cho ngài cả. Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn nói thật. Thật là hay chưa? Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục. Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp. Vậy chứ ngài nghĩ, ngài đang ở đâu đây? Thưa cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu. Hai, chúng em là dân chơi nè. Các anh có muốn vui vẻ không? Ôi thật tục tĩu, ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và John của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc kinh thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta, chung một lòng với chúng. Chắc chắn lũ vẹt nhà con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính. Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lâm dâm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái vào với chúng. Các ả vẹt cái liền la lên, hai, chúng em là dân chơi nè, các anh có muốn vui vẻ không? Yên lặng một lát,
Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên: Francis à, cậu thấy không? Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được linh ứng rồi. Monia, nghe nói cậu vừa mới cưới vợ phải không? Vâng, đúng thế đấy. Xin cho biết cảm tưởng. Hút thuốc cấm, uống rượu cấm, đi chơi cấm. Thế cậu có tiếc đã lấy vợ không? Tiếc cũng cấm luôn. Hai người Do Thái gặp nhau, một người hỏi: Cậu có biết Isaac Levitan là ai không? Không. Thế cậu có biết Abraham Lincoln không? Cũng không. Còn tớ biết, vì thường đi nghe giảng bài và tham quan bảo tàng đấy. Giỏi thế. Thế cậu có biết Moika Kett là ai không? Không, hắn là ai thế? Hắn là cái người mà thường đến gặp vợ cậu mỗi lần cậu đi tham quan bảo tàng đấy. Izia hỏi bố: Bố ơi, thiên tài chính là gì? Đó là người kiếm được nhiều tiền hơn khả năng chi tiêu của vợ. Một cụ già Do Thái giàu có qua đời, cả gia đình tụ tập lại để nghe công chứng viên đọc di chúc. Công chứng viên đọc: Tôi là Laman Isaac Davidovich, hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn. Tôi đã tiêu hết toàn bộ số tiền trước lúc chết. Chồng cháu cũng thích. Một cô đến thăm mẹ chồng cô bạn từ miền Trung ra chơi. Hôm đó chỉ một mình bà mẹ ở nhà ra đón tiếp. Bà mang các món quà quê ra mời cô ăn. Khi lần đầu được mời ăn hạt mít luộc, thấy ngon và bùi lắm, cô cứ tấm tắc khen suốt. Thấy bạn của con dâu thích hạt mít, bà kể chuyện: Ôi cái món này á, chồng bác ở quê cũng thích lắm, nhưng hễ mỗi lần ăn là ông ấy cứ đờ cả đêm ấy. Nghe mẹ chồng cô bạn thật thà kể vậy, cô gái thoáng đỏ mặt nhưng tò mò nên hỏi: Dạ, thế một đêm bác trai mần mấy lần ạ? Cô gái này là người miền Bắc nên không biết người miền Trung gọi đánh rắm là đánh địt, mà lại tưởng là chuyện này nọ của vợ chồng. Bà mẹ cười ngất bảo: Ôi, không biết mấy lần, nhưng đêm nào bác trai ăn hột mít thì cả đêm đó bác không ngủ được với ông ấy luôn. Nghe bà mẹ chồng của bạn nói vậy, cô gái có vẻ thích thú, cứ gật đầu lia lịa. Ngồi chơi một lúc, trước khi về cô ngỏ lời với bà mẹ chồng của bạn rằng: Bác cho cháu xin chỗ hạt mít này nhé, cháu mang về cho chồng cháu ăn, chắc chắn anh ấy cũng thích hạt mít luộc đấy ạ. Ba gánh sách. Một ông già có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa hay chữ. Hai cha con mở trường dạy chữ nho cho học trò trong vùng. Cô gái đã đến tuổi cập kê, nhiều chàng trai tới viếng nhà. Ông già thường nói rằng ông chẳng ham chi rể giàu, chỉ mong sao có được chàng rể hay chữ, học nhiều biết rộng để xứng đôi với con gái của ông mà thôi. Lại một số chàng trai tìm đến, nhưng ông già đều chê học vấn chưa ra gì. Có một anh trai cày rốt đặc cán mai, nhưng lại nhiều mưu mẹo. Một bữa nọ, nhân dịp trời mưa tầm tã, anh ta gánh một gánh nặng đầy những sách chữ nho, lễ mễ bước vào nhà của cha con cô gái. Chưa ai kịp hỏi gì thì anh ta đã xoa tay rối rít nói: Dạ bẩm thưa cụ với thưa cô, tôi là học trò nghèo ở dưới quê gánh sách lên đây định tìm nhà trọ học để nay mai còn ứng thí, nhưng vừa đi tới đây bị mưa lớn quá, sợ ướt hết sách nên phải vào đây xin ở tạm, mong cụ với cô vui lòng cho phép ạ. Ông cụ rất hài lòng. Ông
lấy thử quyển sách trong gánh ra xem. Hoàn toàn là sách quý hiếm của các đức Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử. Quyển nào quyển ấy đóng và bao bìa rất trang nhã, rất đẹp mắt, nhìn vật đoán tính người. Ông cụ nghĩ chủ nhân của chúng hẳn là người vừa hay chữ vừa chu đáo, biết trân trọng sách quý của Thánh Hiền. Ông già không ngớt khen và hỏi: "Thầy đã học hết những một gánh sách nặng như vậy cơ à? Tôi coi trong này không ít hơn 100 quyển đâu." "Dạ, bao nhiêu đó đã thấm vào đâu thưa cụ. Nay mai cháu tìm được chỗ trọ học ở trên này, sẽ nhắn tin về để anh hai Lực Điền, người ở trong nhà, gánh lên cho cháu thêm 2 gánh nữa để cháu ôn thi đấy ạ." Nghe nói vậy, ông già nghĩ bụng: "Thằng nhỏ này mới ngần ấy tuổi mà đã chịu khó học đến 3 gánh sách, chắc hẳn nó thông lắm đây." Cụ bèn ngỏ ý vui lòng cho anh ta ở trọ trong nhà để học thi. Thế là từ đấy, hai cha con ông cụ lo phục vụ cho cậu khóa sinh ăn uống no đủ để cậu ta yên tâm rồi mài kinh sử để chờ kịp khoa. Hàng ngày anh ta đóng cửa phòng riêng ông cụ dành cho anh ta, giả đò chăm chú đọc sách miệt mài lắm. Gần 1 tháng sau, đã dần dà làm quen và tán tỉnh cô gái. Hai bên tình ý đến độ anh ta rụt rè thưa với ông cụ xin cho được ở rể luôn. Ông cụ cũng bằng lòng. Hàng ngày cô gái dạy chữ nho cho lũ học trò nhỏ ở nhà ngoài. Một bữa cha đi vắng, cô gái phải đi chợ, mới nhờ anh khóa sinh dạy giúp cho cô một buổi. Khi cô ta đi xong, lũ học trò mở sách vở ra đặt trước mặt và ngẩng lên trực nghe thầy giảng bài mới. Nhưng khốn nỗi, anh ta có biết chữ gì đâu mà giảng với dạy. Bí quá, anh ta hô: "Cào canh yển cố ẻo trơ lơ." Nói lái lại là: "Cành cao ổ kiến ở treo leo." Anh ta gõ thước xuống bàn cho học trò đọc theo 5-7 lượt như vậy. Chẳng may cho anh ta, cô gái quay trở về bất thình lình, thấy anh ta dạy cho học trò câu ấy, lấy làm ngạc nhiên hỏi: "Ông học thầy nào? Và câu ấy ở trong sách nào mà ông đem ra dạy chúng nó như thế chứ?" Anh ta bí quá gãi đầu gãi tai: "Tôi học thời ông Bép Bép, đầu dẹp bằng cái nia, từ đời thủa xa kia, cố nội đức Khổng Tử cà. Cô hỏi mắc mỏ như vậy thì tôi thề từ nay hễ tôi nhìn vào chữ nghĩa thì tôi đui 2 con mắt. Ba chọc. Anh kia đi chợ mua được 1 con lợn. Dọc đường về gặp một lính lệ hỏi: "Anh kia, con lợn giá bao nhiêu thế?" Anh ta thấy thầy Quyền cũng chú ý đến mình và con lợn, liền lễ phép thưa: "Dạ thưa, hơn quan đấy ạ." Tên lính cho anh 1 bạt tay rồi mắng: "Mày láo à? Dám nói lợn hơn quan à?" Anh văn lại mãi, lính mới tha tội cho. Đi một đoạn lại gặp một chú khách. Chú khách lại hỏi giá của con lợn. Anh ta đang ức liền bảo: "Bị một vố trắng răng ra rồi, tôi không nói đâu." Chú khách đánh cho một gậy rồi bảo: "Mày lại chế nhạo tao trắng răng à?" Anh ta bỏ chạy thục mạng. Về gần đến làng, lại gặp 2 ông sư và 1 chú tiểu. Chú tiểu hỏi giá con lợn, anh mới cào nhào bảo: "Chọc này là 3 chọc rồi, tôi không nói nữa." Chú tiểu đỏ mặt đấm anh ta, bảo là nhạo sư. May có 2 ông sư can thì anh ta mới thoát. Bẩm chó cả. Nhà nho nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm các quan đến nhà chơi, trong đó có cả mấy bạn đồng song thủa trước. Ông ta bảo người nhà dọn cơm rượu thết đãi. Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa: "Ôi, chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các
các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt, xin các ngài chiếu cố cho ạ. Các quan cầm đũa, gắp mấy món, các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi, đây là đĩa gì, thế kia là bát gì? Nhà nho thong thả nói, đây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả. Bát vạn là quả ớt. Xưa, có một người tính hay ăn ớt. Bữa cơm nào, ít ra cũng phải có một quả ớt. Một hôm, người ấy đi đánh tổ tôm mãi không ù. Sau, được ván bài lên tốt lắm. Chờ bạch thủ bát vạn lên, thì ù thập hồng lèo. Nhưng bát vạn chờ mãi chẳng thấy đâu. Nhà cuối cánh lại ù quân khác mất. Uất quá! Anh ta về nhà vẫn mơ tưởng luôn đến bát vạn. Lúc vợ con dọn cơm bưng lên, anh ta vừa trông vào mâm đã quát ầm cả lên rằng, ớt đâu, sao không có ớt hả? Vợ nói, ôi tưởng cái gì khó, chờ ớt thì bát vạn. Anh kia nghe nói bát vạn, mừng quính, miệng thì nói to, phỗng đấy. Tay thì đập mạnh xuống như ném quân bài. Thế là trong mâm có cái gì vỡ đổ loảng xoảng ra cả. Thành ra anh ta mất cả ăn lại bị vợ mắng cho. Và cũng từ đó đánh tổ tôm người ta hay gọi đùa quân bát vạn là ớt hay quả ớt. Bói Kiều. Ở vùng nọ có một thầy bói Kiều rất giỏi. Một anh học trò sắp đi thi đến nhờ thầy bói thử. Thầy cầm quyển kiều lẩm nhẩm khấn, sau đó xin hai câu đầu trang bên phải rồi dở ra đọc. Thuyền quyên ví viết anh hùng, ra tay tháo cúi sổ lồng như chơi. Đọc xong thầy cười ha hà rồi bảo, chuyến này anh nhất định trúng bảng mà còn có vợ đẹp nữa kìa. Anh thật là tốt số đó nha, vận đỏ đã đến nơi rồi đó. Anh học trò tặng thầy một khoản tiền rồi hí hửng ra về. Nhưng khoa ấy mới vào nhất trường, anh đã hỏng bay. Anh đến trách thầy bói Kiều. Thầy trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi thầy bảo, cả tôi và anh đều dạy, ai lại đi tin cái thằng sở khanh ấy chứ. Bốn anh một chị. Nhà bá hộ nọ có một cô gái đẹp, bốn anh, một anh học trò, một anh con nhà giàu, một anh làm thầy cúng, một anh bán thịt lợn đều muốn hỏi cô ta để làm vợ. Chẳng may cô ta bị ốm nặng, và rồi nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Thương tiếc quá, bốn anh đều làm thơ điếu. Anh học trò thì xính văn chương chữ nghĩa nên viết một nắm hương hồn phút bể dâu. Anh con nhà giàu nghĩ mình lắm tiền nhiều lúa nên làm câu, kho tiền đụn lúa dễ tìm đâu. Anh làm thầy học thì muốn cầu cho linh hồn cô ta chóng về Tây Trúc, Nam Mô Di Phật về Tây Trúc. Còn anh hàng lợn lại nghĩ đến chuyện gan lòng, vạch phổi phơi gan ruột héo sầu. Cuối cùng thành một bài thơ tứ tuyệt thế này. Một nắm hương hồn phút bể dâu, kho tiền đụn lúa dễ tìm đâu, Nam Mô Di Phật về Tây Trúc, vạch phổi phơi gan ruột héo sầu. Bò sai mật. Một anh nông dân cày ruộng cạnh đường cái. Người đi trở về rất đông. Trời nắng chưa gay gắt, con bò mệt đứng thở, anh ta giục mãi mà bò vẫn cứ đứng ỉ ra đó. Ngoảnh lên đường cái, anh ta gọi một chị đi chợ về. Chị ơi, cho tôi xin một bó rau muống nào. Chị kia nói, có đói thì xin bánh chứ, ai lại đi xin rau muống, ăn sốn ruột đó. Anh ta trả lời, không mà. Xin bó rau muống
là để giá bày cơm trên giường ghe, mời chồng nghỉ tay ăn cơm đấy. Anh chồng bước xuống ghe sơ ý thế nào bị té xuống hói, cơm nước cũng đổ ra tung tóe, bị buộc phải tắm lại mất cả cơm canh. Anh ta tát vợ mấy cái nên thân, chỉ vợ tiêu nghỉu chống ghe về, chẳng buồn để ý đến ai. Bà bạn tốt của chị đón ở đường vồn vã hỏi thăm sự thể. Chị ta rầu rĩ trả lời: không giường không chiếu mà vui, có giường có chiếu mà tôi bị đòn. Có một luật sư từ thành phố về miền quê hoang dã để săn vịt. Anh ta bắn rụng một con, nhưng nó lại rơi xuống cánh đồng của một nông dân phía bên kia hàng rào. Trong lúc tay luật sư trèo qua hàng rào thì người nông dân lái xe kéo chạy tới và hỏi vị khách không mời đang làm gì. Luật sư đáp: "Tôi bắn được một con vịt, nó rơi xuống cánh đồng này và tôi đang vào để nhặt." Ông nông dân trả lời: "Đây là tài sản của tôi và ông không được qua đây." Tay luật sư dọa: "Tôi là một trong những luật gia giỏi nhất nước Mỹ. Nếu ông không cho tôi nhặt con vịt đó, tôi sẽ kiện và lột sạch tài sản của ông đấy." Ông nông dân cười nhạt bảo: "Chắc là chú không hiểu quy tắc của bọn ta rồi. Ở đây mọi tranh chấp đều được dàn xếp bởi luật ba cú đá." Tay luật sư hỏi: "Nghĩa là sao?" "Trước hết, ta sẽ đá cậu ba cú và sau đó cậu đá lại ba cú, rồi lại đến lượt ta. Cứ như thế cho đến lúc có kẻ đầu hàng." Luật sư nghĩ nhanh về luật thi đấu và cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại ông nông dân già. Anh ta liền chấp nhận tuân thủ phong tục địa phương ngay. Cú đá trời giáng đầu tiên của ông nông dân nhằm vào giữa hai chân của tay luật sư làm anh chàng khuỵu xuống. Cú đá thứ hai gần như làm bay mũi anh ta và cú đá thứ ba nện trúng vùng mắt lợn thắt lưng, làm thận anh ta như muốn vỡ tung. Thu chút sức tàn, tay luật sư gượng đứng dậy và gằn giọng hằm hè: "Được lắm ông giả gân, bây giờ thì đến lượt tôi." Ông nông dân già mỉm cười bảo: "Ôi ôi, không cần đâu, ta chịu thua, ta chịu thua rồi, chú cứ việc tự nhiên mà nhặt lấy con vịt đi." Bánh tao đâu? Có một thầy đồ vốn tính thăm ăn, bữa nọ có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho học trò nhỏ theo hầu. Đến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no, nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quanh nom thấy thì mất thể diện, thầy mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò rồi bảo: "Này, con cầm lấy đi." Vừa đưa, thầy vừa nháy ra hiệu bảo cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, lại tưởng là thầy cho thật, liền bóc ngay ra ăn. Thầy nhìn thấy giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng. Đến lúc ra về, thầy vẫn còn tiếc mấy cái bánh, muốn kiếm cớ để trả thù học trò. Khi hai thầy trò đang cùng đi ngang nhau, thầy bèn giận dữ mắng học trò: "Mày là anh em bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao hử? Trò sợ quá, vội vàng đi nhanh lên trước." Thầy lại gắt: "Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao hả?" Trò tụt lùi lại sau, thầy lại quát: "Tao có phải là thằng tù đâu mà mày phải đi sau áp giải." Trò ngơ ngác quay lại thưa: "Dạ bẩm, thế con đi thế nào thì thầy cũng mắng, vậy xin thầy bảo cho con nên thế nào cho phải ạ?" Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm bảo: "Thế bánh của tao đâu?" Bảng xuân, có hai chàng thư sinh cùng về trường thi ứng thí. Hai chàng rủ nhau đến nhờ một thầy nổi tiếng đoán câu bói kiều rất nghiệm. Sau khi làm thủ tục khấn vái vua Tử Hải, vãi giác duyên, tiên Thúy Kiều, xong một chàng mở sách đúng vào hai câu: chế khoa gặp hội chàng văn,
anh em đều trúng bảng xuân một ngày. Thầy reo lên, đi thi mà gặp hai câu này thì đỗ là cái chắc như đinh đóng cột đấy. Mà ứng vào cả hai cậu mới tuyệt chứ. Nhưng khoa ấy, hai chàng lạc đề tiêu nghỉu trở về, họ trách thầy đoán chật bét. Thầy xem lại câu kiều rồi bảo rằng, cứ câu này thì hai cậu đỗ đi rồi. Nếu đi thi hội kia, bởi thi hội vào mùa xuân, bảng xuân là bảng kết quả thi hội. Tiếc một cái là khoa này các cậu lại đi thi hương, mà thi hương vào mùa thu không đúng quẻ. Hai chàng chẳng biết nói sao, thầy lại tiếp, ai bảo các cậu mùa xuân vừa rồi không đi thi hội chứ? Thề, một đôi trai gái ngồi tâm sự trong công viên, sau màn anh yêu em yêu anh, cô gái nũng nịu, em yêu anh thật lòng chứ? Chàng trai ôm cô gái, đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi rồi đáp, anh yêu em thật lòng mà. Cảm nhận không ổn, cô gái đẩy chàng trai ra và nói, em nghi, anh có vợ rồi thì phải. Chàng trai vẻ khó chịu đáp, anh vẫn độc thân mà, em không tin, anh thề độc đây này. Anh thề đi, anh mà có vợ rồi thì anh là con chó. Thề thế không được đâu, anh phải thề độc hơn cơ. Chàng trai nghiêm mặt, đưa tay lên thề, được, anh sẽ thề rất độc. Anh mà nói dối thì vợ và hai đứa con của anh ở nhà sẽ chết. Một đôi trai gái rủ nhau đi chùa Hương chơi, ngồi trên thuyền cô gái hỏi, nếu em là con thuyền thì anh là gì nào? Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội. Cô gái lại hỏi, thế nếu em là dãy núi thì sao? Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa. Cô gái lại hỏi, thế nếu em là cây cầu kia thì sao? Anh sẽ là dòng nước trong lành trải qua. Gặp nhà sư đi ra, cô gái hỏi, thế nếu em đi tu thì sao? Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em. Thấy một chú bé đang dắt một con bò, cô gái hỏi, thế nếu em là chú bé chăn bò kia, thì anh sẽ là con bò kia cho em dẫn chứ sao? Một người đi cùng nói chen vào, nhưng mà anh ơi, con bò kia là bò thiến, chứ không phải bò được đâu. Cha và con, một lần cậu con trai bảo, xã hội bây giờ, người ta chỉ xem trọng cái bề ngoài thôi, chả ai thèm quan tâm đến việc kính lão đắc thọ như ngày xưa cả. Ông bố không tin, nên hai bố con cá đổ với nhau. Ông bố giả đò ăn mặc luồm thuộm, lê lét bước vào một nhà hàng sang trọng. Trong nhà hàng chả ai thèm chào đón, mời mọc, bỏ mặc ông ngồi một mình hồi lâu. Cậu con trai bước vào ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức, rồi ngồi ngay bàn đối diện với bàn của ông bố. Khi gọi món ăn, cậu con trai gọi hai phần, một cho bàn của mình và một cho bàn của ông bố. Khi mang thức ăn ra, người hầu bàn lấy làm lạ mới hỏi cậu con trai, tại sao ông lại phải trả tiền để mời ông già luộm thuộm kia ăn uống vậy? Cậu con trai nói nhỏ vào tai người hầu bàn, tại vì tôi tư tình với con dâu của lão ấy. Khi dọn dẹp bàn cho ông già, người hầu bàn không nhịn được nên nói nhỏ vào tai ông già, gã kia bảo hắn ngủ với con dâu của ông. Ông già liền đáp, hắn ngủ với con dâu của tôi mới 1 năm, còn tôi thì đã ngủ với mẹ của hắn 30 năm rồi. Một chính khách đang trên đường đi vận động tranh cử thì bất chợt bắt gặp một lũ trẻ đang vây quanh một con chó, cãi nhau chí chóe. Ông liền dừng xe lại gần hỏi chuyện. Một cậu bé nói, dạ, chúng cháu nhặt được con chó này, ai cũng muốn mang về nuôi, nên chúng cháu quyết định là đứa nào nói dối giỏi nhất thì sẽ được nuôi con chó ạ. Ồ, các cháu không được thi nói dối vì đó là điều tội lỗi đấy. Nhà chính khách khuyên nhủ, khi ta ở tuổi các cháu đây,
Ta không bao giờ nói dối, và bây giờ cũng vậy. Bọn trẻ con im lặng nhìn nhau một phút, rồi cậu bé thở dài nói, đưa con chó cho ông ấy đi. Một người hỏi anh bạn mình vốn là tiền đạo bóng đá xuất sắc, hôm nay đến trình nhạc phụ tương lai về mà sao cậu lại buồn thế? Chàng cầu thủ buồn nói, bố nàng đã thay đổi ý kiến ngay khi biết tớ là vua phá lưới. Thế ông ấy nói sao? Anh mà làm rể nhà tôi, gia đình tôi phá sản sớm thôi. Người bạn ngạc nhiên, tại sao họ lại nói vậy nhỉ? Vì không hợp với nghề gia đình bên ấy ấy mà. Thế ông bà sống bằng nghề gì? Đi biển. Đến cửa hàng chim, người chủ đưa ra một con vẹt rất đẹp. Đứa con nói, con vẹt đẹp quá bố ơi. Con vẹt nói, tất nhiên rồi. À, nó còn biết nói nữa kìa. Chúng ta mua nó nhé bố. Mua xong về nhà, người cha mới phát hiện ra con vẹt chỉ biết nói câu, tất nhiên rồi. Thì ra mày chỉ biết nói câu tất nhiên thôi à? Tất nhiên rồi. Thế thì chỉ có thằng ngu mới mua mày, tất nhiên rồi. À, mày còn chửi tao ngu à? Tất nhiên rồi. Tao sẽ thịt mày. Tất nhiên rồi. Một cô gái chạy xe đạp qua biên giới với bao cát trên lưng. Chạy đến chỗ hai anh biên phòng thì bị giữ xe lại để kiểm tra. Cô nói chỉ là cát. Hai anh đồn biên phòng không tin, bắt bỏ bao xuống để kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra kỹ thì chỉ là bao cát không. Và cứ thế, 2 năm liền cô chạy xe đạp qua biên giới với bao cát trên lưng. Sau này, một trong hai anh biên phòng đã nghỉ việc, gặp cô và hỏi, tôi được đào tạo chuyên nghiệp mà vẫn không biết cô buôn lậu cái quái gì nữa. Cô gái trả lời, dạ, em buôn lậu xe đạp ạ. Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi, bố của nàng ra tiếp chuyện. Sau một hồi hàn huyên, bố nàng mới thăm dò tính tình của chàng trai như thế nào. Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh sẽ nhặt túi nào? Chàng trai nhanh nhảu trả lời, cháu nhặt túi tiền ạ. Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói, tôi biết ngay mà. Các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức. Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố của nàng. Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi ạ. Không nhất thiết là nhặt túi tiền đâu ạ. Cháu nghĩ ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ. Cậu mới nói cái gì thế hả? Đi về ngay cho tôi. Một ông nọ nổi tiếng trong đám bạn bè là người tiết kiệm, kể cả trong lời nói. Hôm ấy có một người phụ nữ ở công ty sản xuất đồ bếp đến gõ cửa xin gặp vợ ông để chào hàng. Ông đáp rằng bà ấy không có ở nhà. Vậy tôi có thể chờ bà nhà được không? Người phụ nữ hỏi. Người đàn ông đưa chị ta vào nhà và để chị ta ngồi chờ ở trong nhà suốt 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng sốt ruột quá, chị ta mới hỏi, ông có thể cho biết là bà nhà bây giờ ở đâu không? Bà ấy ở ngoài nghĩa trang. Người đàn ông trả lời, thế thì bao giờ bà ấy về ạ? Tôi không biết nữa, bà ấy ở ngoài đó đã 11 năm rồi. Tóc khỉ. Một cô bé chợt nhận ra có tóc mọc giữa hai chân. Cô ấy lo lắng và chạy đi hỏi mẹ về đống tóc đó. Mẹ cô ôn tồn giải thích, phần tóc mọc ở đó tên là tóc khỉ. Hãy tự hào rằng con khỉ của con đã lớn. Cô bé cười. Vào bữa tối, cô nói với người chị, chị ơi, khỉ của em mọc tóc rồi. Cô chỉ cười và bảo, chưa là gì đâu,
của tao á còn biết ăn chuối rồi cơ. Ngón tay bự nhất gọi là ngón cái, đường lớn gọi là đường cái, con muỗi hút máu gọi là con muỗi cái, sông lớn nhất cũng gọi là sông cái, vợ ở nhà cũng gọi là con sư tử cái, rồi cuối cùng con quỷ mà dữ nhất cũng là con quỷ cái. Sao không có đực kỳ với ta? Chỉ vì nể người đẹp, trên xe buýt, người nêm như cá hộp không còn một chỗ trống nào cả. Một cô gái xinh đẹp vừa bước lên xe, lập tức người đàn ông say xỉn ngồi gần cửa vội lảo đảo đứng lên. Cô gái thấy vậy dịu dàng đưa tay đẩy anh ta ngồi xuống. Cô nói, cảm ơn ông, xin ông đừng làm như vậy nữa, ông xỉn quá rồi đấy. Nhưng mà thưa cô cho tôi... Cô gái lại ngắt lời, xin ông đừng bận tâm. Anh say ngồi một lát, lại lảo đảo vịn tay cô gái đứng lên rồi nói, thưa cô, cho phép tôi được... Cô gái một lần nữa lại đưa tay đẩy anh say ngồi xuống ghế. Tới lần thứ ba, khi cô gái yêu cầu anh say đừng cố đứng lên, thì anh chẳng nghiêng người lảng qua một bên rồi phân trần, thưa cô... Cô làm tôi lỡ hết ba trạm xe buýt rồi. Cao thủ. Có một anh chàng người Việt Nam sống ở nước ngoài. Một hôm anh vào một quán rượu và gọi một chai rượu để uống. Uống hết chai rượu anh quay lại nói với chủ quán. Ông có tin tôi có thể tự cắn vào mắt phải của tôi không? Chủ quán rượu không tin bèn nói. $200 cho anh đấy, nếu anh làm được cái việc đó. Anh chàng người Việt liền đưa tay tháo con mắt giả bên phải của mình xuống và cho vào miệng cắn. Chủ quán đành phải đưa cho anh $200. Anh chàng người Việt lại hỏi, thế ông có tin tôi lại cắn vào mắt trái của tôi không? Ông chủ quán nghĩ thầm, thằng này khoác lác, chẳng lẽ nó mù cả hai mắt? Ông chủ quán cười và nói, nếu anh làm được việc đó, thêm $300 nữa cho anh. Anh chàng người Việt liền tháo hai hàm răng giả của mình đưa lên và cắn nhẹ vào mắt bên trái. Chủ quán biết mình bị lừa tức lắm, nhưng cũng đành phải lấy $300 của anh trả. Anh chàng người Việt cầm tiền và lảo đảo đứng dậy nói, ông có tin bây giờ tôi để cái chai không này ra giữa quán và đứng cách xa 3 mét mà tôi vẫn tè vào đầy chai được không? Chủ quán tức lắm và lại nghĩ, người tỉnh còn chẳng làm được, huống hồ là thằng say, đứng còn chẳng vững. Nên ông quyết định, tôi sẵn sàng mất $500 nếu anh làm được đấy. Và nếu anh không làm được, anh phải trả lại tôi $500 đấy nhá. Anh chàng người Việt cầm chai để ở giữa quán và đứng cách xa 3 mét, tè vung vẩy khắp quán mà chẳng vào được chai giọt nào cả. Ông chủ quán cười lớn rồi bảo, thua rồi đấy nhá, anh phải trả lại tôi $500 như đã giao kèo đấy. Anh chàng người Việt vui vẻ đưa trả chủ quán $500 và nói, tôi trả ông $500 đây, nhưng tôi vẫn thắng vì lúc nãy tôi cược với một đại gia ngồi ở bàn bên kia $1,000 rằng tôi có thể tè vung vẩy ra khắp quán rượu này. Và thằng chủ quán vẫn cười. Nhổ chuỗi. Mới đây, một cô gái đã kể chuyện gặp bạn trai sau bao ngày yêu xa. Sau khi hẹn gặp, chàng trai đưa cô gái vào khách sạn 5 sao. Nhưng sau đó lại trói chân trói tay cô gái làm điều bất ngờ, đó là nhổ lông. Cô gái kể trên một diễn đàn, người yêu em bị điên các chị à, tức không chịu được. Em sinh năm 97, còn người yêu em sinh năm 95, cũng chả còn trẻ trâu gì nữa. Mà không hiểu lão này sinh năm con hợi, nhưng ra đời vào giờ của con bò hay sao? Mà vừa ngu vừa lì. Mới đầu bọn em yêu xa hơn một năm,
Inbox lâu ngày thấy tính tình hợp nhau, lại văn vở ông này ngọt ngào, thêm khoản công việc ổn định, kế hoạch tương lai rõ ràng, nên em cũng nhận lời yêu. Yêu xa nhiều cái cũng vui, nhưng thôi bỏ qua đoạn vui ấy, để em đi thẳng vào vấn đề chính khiến em bức xúc. Vì là yêu xa nên ông này hay bay ra ngoài Hà Nội gặp em, tính đến lần này là lần thứ năm, rồi chuyện gì đến cũng đến. Vào một tối cách đây 24 giờ, ông cũng dắt em vào khách sạn 5 sao chứ không phải là lên Đà Lạt mộng mơ như thơ của trai thành phố lớn. Em cũng chả còn trẻ gì nữa. Phim truyện điện ảnh thứ gì cần nghiên cứu thì cũng biết hết cả rồi. Chỉ còn chờ đến ngày thực hành như trong kịch bản nữa thôi, là xem như thi đủ cả phần lý thuyết lẫn thực hành như khi thi bằng lái xe vậy. Có hồi hộp, có chờ mong, có rạo rực thôi thì đủ cả. Còn nào là váy áo, nước hoa son môi, gội đầu em làm đủ combo 12 đường quyền từ A đến Z, không thiếu một món gì. Nói không phải khoe, chứ em soi mình trong gương, thấy bản thân không thua gì thí sinh đi casting Miss Universal. Thế mà ăn tối tâm tình mở nhạc Bolero lên xong, mọi người biết nó làm gì em không? Thằng người yêu em nó chói tay chói chân em lại trên giường các chị ạ. Hu hu, mới đầu em còn tưởng nó mặt thư sinh hiền lành, chỉ là để che giấu con cầm thú bên trong. Nhưng mà thôi thà như vậy thì cũng chẳng có gì để nói. Đằng này nó còn làm trò khốn nạn hơn thế nữa cơ. Nó chói tay chân em xong, nó rút ra cái nhíp thủ sẵn ở cái tủ đầu giường, rồi nhổ râu và nhổ lông mũi em các chị ạ. Hu hu, đau cả linh hồn lẫn thể xác. Trái tim tàn tạ, khô cằn héo úa, từng tế bào luôn. Nó vừa nhổ râu trên mép em, lại còn vừa cười đắc chí bảo: khà khà, bố mày chờ ngày này lâu lắm rồi nhá con chó. Suốt ngày dỗi với hờn này, nhân danh thần công lý, hãy trả giá đi con chó. Thề chứ, mỗi lần nó nhổ một cái là em lại đau ứa nước mắt, uất hận không gì tả xiết. Mà em tự soi gương thấy sợi nào đâu mà mắt thằng người yêu em nó cứ như được lắp kính hiển vi hay sao ấy, mà nó soi rõ ràng ra từng sợi rồi nhổ lấy nhổ để. Trước giờ em cứ nghĩ mấy con quỷ gầy than mập ở công ty em là đáng đem băm vằm lắm rồi, nhưng với thằng người yêu ngu đần của em thì chúng nó chả khác gì lũ thiên thần thánh thiện cả. Mặc cho em khóc lóc giãy giụa chửi bới van xin thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn nhất quyết không tha, phải diệt râu tận gốc luôn thì nó mới vừa lòng. Em bất lực chẳng làm gì được nữa, đến cuối cùng chỉ biết buông xuôi, mặc kệ cho nó muốn làm gì cũng được, rồi tính đường trả thù sau. Thì nó lại chứng tỏ cho em biết rằng độ nguy hiểm và độ ngu của nó cũng giống như đại dương và bao la bát ngát và không có giới hạn. Nó lấy nhíp làm em khóc xong thì chớ lại còn uống ba la, từ đâu biến ra cái sợi lông vịt hay cái lông gì đấy màu trắng để cù nách em nữa chứ. Hu hu, sẵn mẹ sinh ra em là có máu buồn trong người nên chỉ cần nó mới chạm nhẹ vào vùng cánh tay thôi là em đã giật nảy lên rồi. Giờ ngồi viết lại những dòng này em vẫn cảm thấy đầy khốn nạn và nước mắt rơi lã chã. Thề chứ, đời em chưa từng trải qua cảnh tượng nào mà thảm thương đến như vậy. Nó làm em vừa khóc vừa cười đến nỗi hụt hơi muốn tắt thở xong nó mới chịu tha. Xong rồi nó còn bảo em, sau này có dỗi ngang nữa không hả? Dạ không. À, lại không à? Dạ đâu? Dạ không ạ. Hù hù, em không dám ạ. Thế sau này có biết nghe lời và ngoan không? Dạ biết rồi ạ. Nó hỏi em nhiều lắm,
và cái nào em cũng toàn dạ với vâng hết, cho vừa lòng nó, để đặng nó còn mau mau cởi dây trói ra cho em. Nó vừa mới cởi dây trói ra xong là em liền lao tới cắn xé, đánh đấm, cào cấu, quăng ném, thứ gì làm được là em làm hết. Nhưng sức còn đâu mà đánh nó như khi vừa mới ăn xong. Vừa mệt vừa tức nên sau khi cắn được nó hơn chục cái, đến khi chảy máu đầm đìa thì em book taxi về. Xong block chặt sạch nó rồi, giờ mọi người nói em biết đi, với cái thể loại người yêu bị điên như thế này thì em phải làm gì với nó bây giờ? À suýt quên, lúc bị em cắn nó còn vừa vuốt tóc em vừa bảo với em rằng anh yêu là anh yêu con người tính tình của em, chứ không phải ham muốn gì ba cái chuyện chăn gối kia đâu. Tin anh đi, anh yêu em thực lòng chứ không như người ta đâu. Em thấy nó lươn lẻo văn vở lắm cơ, nhưng mà cứ làm sao sao ấy. Thành ra giờ cũng chả biết xử lý với cái thể loại điên khùng ngôn tình này như thế nào nữa. Hu hu, nhưng mà thực sự là em tức lắm. Vợ hỏi chồng, siếc hôm nay có vui không anh? Ông chồng nhún vai đáp, cũng hay, nhưng mà ảo thuật thì chán lắm. Thế nào? Một cô gái trẻ đẹp bước ra sân khấu rồi đứng vào trong tủ. Nhà ảo thuật hô biến. Khi mở tủ ra thì cô gái biến mất, chỉ còn lại quần áo. Vợ ngạc nhiên hỏi, thế sao lại chán? Ông chồng cười danh mánh bảo, giá như nhà ảo thuật làm ngược lại, cho quần áo biến mất, có phải hay hơn không?